Xin chào các bác, hôm nay thì em xin giới thiệu với các bác cái máy xay nghiền bột nước, xay nghiền bột gạo nước của hàng này là hàng của Việt Nam, motor dây đồng, đầu bằng vàng, motor rất là nặng các bác. Các bác có nhận được thì là có hai cái chân đế, một cái phễu. Kèm ốc và cây cu bọc chân đế. Hàng này là hàng của Việt Nam, 100% dây đồng, 100% là dây đồng mọi người. Đây là cái điều chỉnh mịn khô thì nó rất là rõ, có chữ mịn và chữ thô. Các bác quay vào đây thì ra thô, quay vào trong thì sẽ ra mịn. Đầu của nó bằng gang nhé. Đây là sẽ mở ra cho các bác xem, mở bên trong ra cho các bác xem, mở này. Mở này cho các bác xem kết cấu bên trong đó. Đây là hai viên đá này. Tất cả những cái phụ kiện đều bên em đều có sẵn để các bác có thể thay thế. Máy có chức năng là xay nghiền bột gạo nước để làm bột gạo đỗ, để làm bánh tráng, bánh cuốn, bún, phù hợp với những hộ gia đình quy mô nhỏ. Đây, đầu gang. Đây là cái phễu. Đây là cái phễu của nó. Phễu đi kèm với cái chân đấy. Bây giờ em sẽ lắp đặt cho các bác xem. Đây là bốn cái đế nhựa để mình sẽ lót vào cái phần chân này nhé. Còn đây là mấy con bu lông và eco. Lắp được rồi, em sẽ gỡ nó ra. Các bác nhớ nắp là các bác phải hướng cái phần này ra phía ngoài và để hướng ở phía trước nhé. Cái này phần này ra phía ngoài hướng ở phía trước.
Đây là cái nối giữa hai cái chân để giữ